Cuối giờ chiều nay, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp đoàn trung tâm những người lao động Cuba do ông Ulisi Vulate de Nascimento, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, đại biểu Quốc hội của chính quyền nhân dân Cuba, tổng thư ký trung tâm những người lao động Cuba, phó chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới làm trưởng đoàn dừng chuyên thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Viễn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng chào mừng đoàn trung tâm những người lao động Cuba đến thăm Đà Nẵng, bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp Việt Nam Cuba đã có nhiều bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ hai đất nước Việt Nam và Cuba luôn đồng hành với nhau, Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, đất nước Cuba sẽ ngày càng phát triển. Tổng thư ký Trung tâm những người lao động Cuba, Ulises Gulacte đến Nascimento, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và bày tỏ vui mừng về sự phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Cuba. Tổng thư ký Trung tâm những người lao động Cuba cũng chia sẻ một số kết quả và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Cuba và cho biết qua thực tế, sẽ đúc kết và áp dụng các mô hình kinh tế tiêu biểu của Việt Nam vào thực tế Cuba phù hợp. Tin tưởng rằng, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống của Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.